100 hát. Ôi, vườn này nó vườn 100 hát đấy. Vâng vâng, bao phủ bì là 100 hát à? Như cái bưởi da xanh, đây là bưởi da xanh đúng không? Bưởi diễn này là nó hiện giờ là khoảng bao nhiêu nghìn gốc ạ? Bưởi diễn cô 500 gốc. Con bưởi da xanh ạ? Thế là 4.000 nhiều, bộ... tính về cây nó quả nhà cô nhiều lắm. À. Còn vài kia da xanh nữa. Vâng. Vài nói chung là vài chục hecta cây ăn quả. Vâng. Đấy. Ai xa. Chăm tốt thật đấy. Đấy, đây. Đây là trái của nó đẹp này cơ mà. Quả đẹp thế này cơ mà. Ôi, nhiều lắm, mỗi cây này nó phải được đến khoảng tầm đến 50 quả. Mỗi cây từ 5 đến 70 quả cô ạ. Ôi dồi. Thế là hệ thống tưới là tự động hết đấy ạ. Này. Vâng. Ui, bưởi này đẹp thế. Ô, bưởi đẹp quá. Đẹp này chỉ muốn chụp thôi cô ạ. Nhìn đẹp quá. Quả nó đậy thế nhỉ. Quả này mà đúng là da xanh thật. Đúng là chả biết là... là lạc giữa rừng cây. Cháu... quả này có khi có quả nó phải đến cân rưỡi cô ạ. Không, cân rưỡi, 2 cân. 2 cân đấy nhỉ. Ừ. Ôi ôi. Ôi. Sai kinh khủng luôn. Chạm đất luôn. Như cái quả cả chạm đất này cô có phải xử lý gì không ạ? Không, cô đang chống này nhưng mà nó đang tụt. Thế phải chống cành nhưng mà nó gió mạnh nhưng mà đây cũng không gió được. Nó rào màu này thì. Riêng đầu tư hệ thống nước ở đây cũng phát khiếp rồi. Cái này là cháu nghĩ là bây giờ cái nhu cầu người ta ăn hoa quả sạch mà cô lại cháu thấy cô cứ nhập hàng mấy trăm xe phân bò sữa đây. Toàn phân hữu cơ hết. Toàn phân hữu cơ chứ có phải phân hóa học đâu. Thì nó ăn nó ngọt thật. À, cô là đặt tiêu chuẩn ấy à? Đặt tiêu chuẩn Việt Gáp rồi à? Đấy, kể cả cái này nó giữ ẩm tốt này. Còn trong gốc thì mình bỏ nó đi cho nó khỏi. Ôi dồi ôi. Cái này mà đến mùa thu khi là các lái buôn nhờ. Đánh xe tải, xe lớn, xe nhỏ. Xe toàn xe ô tô đến này. Đúng rồi. Xong đợt này cháu đăng lên cái kênh. Kênh chim cu gáy hay của cháu. Thì cháu cũng bán được. Còn diễn là cũng xài lắm. Diễn à. Chứ là cháu bảo được trước hình như là có cả lợn rừng hồ hoang ở cái trên đàn đồi đồi kia. Rừng nhưng mà cô chỉ nuôi ăn thôi. À, mình chỉ phục vụ mình thôi đúng không? Đấy, diễn này nhìn quả sướng thế. Kìa, quay ra kìa nhìn nó toàn. Chán luôn. Đúng là bây giờ là nhá. Bây giờ là tấc đất tấc vàng. Đi vào cái hướng này là tốt. Vừa rồi cháu mạnh dạn cháu mua một ít khoảng 2.500 m² và thôi về già làm vườn. Ở đất đây mà là sướng thế. Ừ. Đúng rồi, dụng quả này biết mà ăn là ăn được luôn này. Thế cô xem là cô bứt đấy khoảng 5-6 quả đi. Quả to ấy, xong rồi cháu mua. Cháu mua cho ăn thử luôn. Vàng nữa nhá. Vàng nữa được. Cháu bản thân mình phải dùng thử cô ạ. À thế là mà cô thì đương nhiên cô biết rồi. Cô thì ai trời ơi, xiên. Cái này cháu đoán chắc nó phải tầm 200 quả. Không, 200 thì không có, 100 trên trăm. Úi giời. Chán luôn. Chán luôn, quả video này chắc là để đời luôn cô ạ. Cháu phải ngồi trong này cho quay.
Với lại nó không 200 thì hơi ngoan, nhưng mà phải 150 quả. Đếm chi tiết nó phải 150 quả, mà gốc của nó chỉ bằng là gốc trận gốc dưới gốc kia cùng nắm nó chỉ bằng ngày phích nhỏ. Đường kính chắc chỉ được 10. Chán luôn. Tức là nhân công ở đây cũng gần như tôi chủ yếu trong phân hòa cô nhỉ? Đã đi. Mạn ở dưới kia để diễn mà sai hơn. Rồi. Ghi được hình thế này là quý lắm rồi cô ạ. Ui. Thế là 1.500 gốc bưởi loại bưởi diễn. Còn 3.000 gốc bưởi da xanh. Da xanh thì nó to hơn nhỉ cô nhỉ? Cam nó khoảng bao nhiêu nghìn gốc ạ? Gần 10.000 gốc. Ui, gần 10.000 gốc cam. À đây cái bể này để chứa nước à? À. Kia là cái những quả kia là cũng bọc đấy nhỉ? Ừ, còn bọc cháy lắm. Riêng đầu tư cái hệ thống ống nước này cũng ác chiến đấy. À, cái vòi này là nó là cái vòi nhỏ nó dẫn lên hả cô? Ừ, cái ống đây nó cái vòi ống nhỏ. Khi nào mà mình thả cái tổng là tự nó xoáy luôn à? Nó quay. Vâng. Cô chỉ bật bơm ngoài kia là tự động nó quay. Quay thật, gốc nào cũng có nước. Thế chứ nhỉ? Khi nào cần nước này. Này bọn nào nó bán ống nhựa cho cô nó cũng bán được nhiều. Diễn này. Diễn này quả này nó phải tầm một thời gian nữa nó mới vào hết nước nhỉ. Đúng không? Cô giờ ăn đã ấy rồi. Như này ăn được chưa? Tí cô về cô quạt thử cho mà. À, như này ví dụ như bây giờ bất chợt quả này khả năng là vẫn ăn được. Ăn được. À. Ui, yên. Chưa bao giờ thấy cái ánh sáng nó đẹp như thế này mà nó lại lúc liều như này. Cái nhìn thấy toàn cái quả không. Đấy, các bạn thân mến nhé, hôm nay là Thao Chim Cu Gái quyết định là vào vườn nhà bà cô và thực hiện cái clip này. Là đây là những cái trái bưởi thực tế nhé, mà các bạn thấy là 4.500 gốc bưởi. Đây là một cây thôi, đây gốc này. Đây. Gốc thì thực tế là nó chỉ có chỗ này là đường kính nó chỉ bằng một cái ấy thôi, bằng cái ống phi 90 10 110, nhưng các bạn biết là thân này. Thế mà quả của nó thì chán nữa. Quả của nó thì cơ bản là cái hệ thống, các bạn thấy là cái hệ thống tưới tự động của cô đã lắp rất là ok. Khi mà bật máy bơm lên là nó sẽ xoáy cái này và nó sẽ tưới đạt được cái độ ẩm cho cây. Và đặc biệt ở đây thì thuộc quê hương Ba Vì thì cô đã nắm bắt được cái nhu cầu dùng hoa quả sạch, thì cô đã quyết định là hợp đồng với bên các anh em ở nuôi bò sữa. Thì phân bò sữa thì các bạn biết là rất là tốt, vì trong bò sữa nó ăn cám và cái phân bò sữa thì được ủ ải và được bón theo đúng quy trình. Đấy các bạn nhìn thấy, đây là những cái khu vực đấy, thì cọ lớp ngoài là lớp cỏ tạo độ ẩm, và đây là những cái một cây thân cây mà nó nuôi được bao nhiêu quả bưởi thì không phải là tự nhiên nó nuôi được, mà cái chế độ tưới và chăm sóc rất là tốt. Và các bạn biết là phân chuồng phân hữu cơ này thì mà được ăn những cái trái bưởi này thì các bác ở dưới Hà Nội, các bác Hà Thành, nếu như các bạn mà alo cho cô cháu cho tôi thì chúng tôi sẽ ship từng bao tải đến tận nhà cho các bác. Văn phòng thì tại bến xe Mỹ Đình, đại diện văn phòng là 0942 089769. Các bạn qua bến xe Mỹ Đình các bạn có thể nhận được theo đúng số lượng, nếu cần thiết có thể cho các bạn ăn thử, không vấn đề gì cả, tại vì đây là mang tính chất là miệt vườn rồi. Với cái vườn khoảng 100, chính xác là 100 ha, và cái số lượng cây bưởi diễn là 1.500 đúng không cô nhỉ? Và cây bưởi da xanh là 3.000, và cam thì là nó là cam cao phong khoảng bao nhiêu nghìn gốc cô? 10.000 gốc cao phong. Đấy, đủ các loại hoa quả, mùa nào thứ đấy. Các bạn nếu mà muốn mua buôn hoặc là muốn mua hoa quả ngon sạch đúng trên cái quê hương Ba Vì thì các bạn có thể liên hệ đến tổng đài để các bạn đăng ký và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn. Đây là cây này quả rất to này, da xanh sướng quá. Quay cháu chưa bao giờ nhìn thấy cái vườn nào đẹp mà nó hiệu quả như này.
Nhưng mà giờ thì cháu có 2.500 đấy, thì theo cô là trồng cái gì bây giờ? Tên quả. Vâng. Quả nhưng mà nó là cây gì? Bưởi hay là cây gì?